Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 200 đồng token Big Ether. Một số thông tin về đồng token này: số tổng công phát hành là 500 triệu nha. Đã có 1.489 tài khoản order và đã phát sinh 3.604 lần giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn cho mình nhé. Website cho mình luôn. Bước 1, các bạn sao chắc con chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy con chắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chút ra đất của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ tất cần này vào ví cho mình. Ký hiệu Big BIG, số tập cần là 8. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm tất cần. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ tất cần vào ví, các bạn quay trở lại website của Lama là Dock.net và lấy mở nhé. Các bạn làm theo 2 bước trên nó theo cho mình. Bước 1, các bạn sao chắc quan chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan chắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví được MetaMask hoặc ví chút đất này. Các bạn thêm địa chỉ từ các cần nằm vào ví cho mình. Rồi. Bước 2 thì các bạn truy cập cho bước 2 để nhận các cần này. Rồi các bạn nhấp vào đây cho mình. Tiêu khoản này là Dock. Chương trình đó đó sẽ kết thúc vào 5-6 ngày nữa nha. Các bạn nhấp vào đây. Nếu các bạn có nhu cầu mua thì các bạn bỏ một số vốn nhỏ ra 0.05 VLB mua cái đồng token này. Hầu và chờ cơ hội ít nhiều lần tài khoản nha. Các bạn nhấp vào đây, yêu cầu nào đó. Đó, yêu cầu cái logo cái ví các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái lỗi. Ký ga là 0.000553 VLB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giờ Android đang được xử lý nha. Các bạn nhớ thường xuyên. Các bạn có nếu các bạn chưa có tài khoản sau đây, 3 lần các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Được hưởng 20% phí sau dịch trận đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn, các bạn có thể tham khảo đăng ký luôn. Và trên đây có một cái số video để hướng dẫn cách đăng ký các sàn. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 200 đồng token Big Ether. Các bạn có thể ủng hộ kênh và đăng ký kênh vào bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.